nữ khoảng 70 chị em được chia làm 3 tổ và nhóm lại khoảng 40 đến 50 chị em. Ba phụ nữ nhóm lại vào lúc 13:30 tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng với chủ đề năm sống gồm các hành chính như sau: học kinh thánh, làm chứng ngợi khen, cầu thai, chuyên đề sức khỏe, đốt kinh thánh, gọi linh, tổ chức sinh nhật quý. Chúng tôi học kinh thánh theo chủ đề của tổng nhân hội với đề tài trở nên giống Chúa, với lòng ước mong được giống Chúa qua hương hậu viện và sống đẹp lòng Chúa với nếp sống mỗi ngày để làm sáng lên Chúa. Ngoài giờ nhóm ba phụ nữ có chương trình thăm viếng vào lúc 14 giờ tuần thứ hai và thứ tư trong tháng, chúng tôi đến với những chị em đang đau bệnh, những chị em đang gặp những sự buồn bã ngã lòng và tạ ơn Chúa qua những lần thăm viếng. Chị em được ăn một bữa sức khỏe và kính tính nhóm lại cầu của Chúa. Xin quý phụ nữ cũng nhớ ba phụ nữ bình thương mà trên đời còn đây. Xin Chúa cho mọi chúng tôi làm trọn trách nhiệm mà Chúa đã đặt để trên vai những phụ nữ, và xin Chúa cho ba phụ nữ ngày càng lớn mạnh trong ơn Chúa cùng những phần trong công việc nhà Chúa và kết quả cho nhà đúng thật hết lòng. Giờ đây với tấm lòng biết ơn Chúa và cao ngợi Ngài, ba phụ nữ cùng dương phụ tôn Chúa thánh ca số 698 trọng nhân Chúa Giêsu.